Mày á, hết ăn rồi ngủ hả? Tao nuôi mày vậy còn chưa đủ hay sao mà mày còn ăn cắp nữa vậy hả Hòa? Má để con ngủ đi, tiền của má nó đâu có lấy đâu. Vậy là tiền của tao không cánh mà bay chắc à? Con đâu có biết đâu. Má, má mở bài này nghe buồn ngủ quá à. Mở cho mày nghe mà mày còn càm ràm nữa. Ủa, hôm nay Rồng tới nhà Tôm ha. Em đi chợ mua cho ba đôi ủng mà khát nước quá, tính ghé ăn siro. Mà tính đi tính lại em sợ thiếu tiền. Ủa vậy rồi có uống không? Chết luôn. Con Bình. Má. Đi đâu vậy thằng quỷ? Ở nhà có nhà nè. Bác, sao ba không mang đồ ủng vô? Lỗi, xin mang ủng sao lỗi? Ông thầy kêu ba kiên lợi muôn, mà sao bác cứ lậu hoài vậy? Lội xuống đây, phụ bắt cá bóng kèo chiều khoai xả ăn coi. Bác, giúp con. Bác đi đây, nhảy qua con giùm nha. Sao chị không kêu người tới cân cá bán đi? Chờ tôi làm chi? Nhạn rành cá, có nhạn tôi yên tâm hơn. Chị có tính nuôi thêm đợt nữa không? Có chứ, có đồng ra đồng vô, cũng đỡ quá. Mất, ở nhà coi chừng nha, coi con mày luôn đó nghe. Để coi bữa nay có quý nhân phù hộ mày nữa không nha Mật. Mày ưu lắm nha. Mày có giá lắm nha Mật. Chiều chiều ra đứng bên cầu ao, bên cầu ao thấy cô tan tình gánh nước nha. Tưới cây ngô đồng. Thôi khỏi, khỏi trà nước gì hết trơn á. Đầu nuôi sao thì kể tôi nghe coi. Anh dạy con sao cho nó đàng hoàng á. Nó thấy tiền của người khác mà nó nổi lòng tham như vậy là đâu có được. Nghèo phải cho sạch, rách phải cho thơm chứ. Với lại nó là con gái nữa mà để nó đi ăn cắp như vậy là đâu có được. Bên, con có ăn cắp không? Dạ con có. Quà, quà đâu? Dạ, dạ. Con thấy nó lấy tiền sao? Con kể cho chú Tư đây nghe, cho rành mạch đàng hoàng coi. Dạ, chị. Dạ. Sao? Sắp tiền của má nằm trong túi quần con nè. Ủa, sao kỳ vậy? Nãy má có cất vô không? Tôi chết tôi rồi. Bình, tôi xin lỗi mà. Ủa, cái gì mà khóc vậy con?
Bà, con Xí nó giận con. Đang tuổi ăn tuổi lớn, nên con phải chịu khó. Vả lại, nó là đứa nhỏ có tâm hồn mới khổ chứ. Con sợ nó thương thằng Nghĩa. Đứa nào cũng mới có 13, 14 tuổi thôi à. Thằng Nghĩa nó sống, có trước có sau. Con Xí nó cảm phục cái đức tính đó của thằng Nghĩa. Chứ không phải cái chuyện trai gái gì đâu con. Con cũng mong là như vậy. Ngày mai ba sẽ đem sữa cây đàn cho nó. Cấm nó đàn một thời gian không có nghĩa là bắt nó phải bỏ cây đàn. Như con, giờ nếu bỏ giọng hát, con có buồn có tiếc không? Chồng tôi đi thuê nửa đường thọ nặng tay, thi thể đành chôn vùi nơi đất lạ đâu xa. Nay đã rẽ bầy thuyền con, ôi những lời thơ thề, chỉ non xanh nước biết mình thề. Quạt lúa thơ đề, tôi vẫn nguyện giữ lòng thủy chung dù người dương cánh kẻ âm cung. Ôi ôi ôi, mẹ thương mẹ thương. Trời ơi, sao mà khóc dữ vậy nè. Ôi ôi, ngoan 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 ngoan, mẹ thương mẹ thương. Ôi ôi, bé ngoan mà, mẹ thương nhất nha. Thôi không bắt khóc nữa, không bắt khóc nữa. Nín đi con, ngủ đi con. Ôi mẹ thương, mẹ thương. Rồi con tính ở lại đây luôn hả Thắm? Má cho con ở đây nha. Thà là hai mẹ con sống ở đây, chứ con không thể nào có thể sống như người mà không thương con nữa. Nếu con quyết định vậy thì con yên tâm, mấy má con mình á ráng làm mụn mà nuôi con nhỏ. Con biết rồi. Ừ, thôi nín nín ngoại thương à. Con nín 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 đi con nha con. Giờ mình sẽ chia đều, làm thành từng phần bằng nhau, ưu tiên cho những nhà nghèo nhất nha chị. Má, nhà mình còn nhiều sách cũ lắm mà, quần áo cũ của con cũng nhiều lắm mà. Má đâu có biết dưới này cần đâu, chứ không thôi là má đem theo luôn rồi. Tụi nhỏ ở đây mà nhận được mấy món này, tụi nó mừng dữ lắm. Ở dưới này cái gì cũng thiếu gì à. Vậy hả cô? Cô Hương. Ôi. Cho con góp cái đầm này nha. Trời ơi, ở đây ai mặc đầm mà con góp. Cô cảm ơn em nha. Khang ơi Khang. Khang ơi. Đi chơi Khang. Ủa bận cái này đi chơi đó hả? Ừ. Thôi đi. Tự nhiên có người cho đồ mình, với lại cho sách vở thiệt là sướng. Vậy mình làm cái kệ sách đúng lúc quá hen. Ừ.
tôi dặn cô Hương á hả? Chừng nào có đầm nhớ dành phần cho tôi. Mà bình bình cái đầm này mắc cười quá à. Gì mà mắc cười? Đi vô ăn cá thòi lòi kho xả nè. Ủa, đi đâu đây? Dạ dạ, em muốn tìm anh trưởng trạm. Anh Đức chưa vô đâu, vô uống trà đi. Dạ. Chút đi, tìm được cô Thủy rồi cái nhà mình ăn luôn nha. Nhưng mà con đói bụng quá, là con qua mắt đó. Con trộn gà quá cút thì làm sao nhìn ra cô Thủy được. Mệt rồi quá, biết vậy hồi sáng tao đi một mình cho rồi. Ba, hồi đó hả, má giận hai cha con mà bỏ đi. Còn chị Thắm, chị Vân Xuân Xuân cũng giận chồng mà không có về nhà má chửi. Còn bây giờ con lại giận ba, bỏ đi vậy nè. Bắt ba con mà cứ tìm muốn chết luôn à. Không có hả? Con mà giận ba, con bỏ ba con đi luôn. Có bậy bạ không à? Thôi, nhìn tiếp đi. Trời. Thôi, bà biết gì mà chỉnh, để tôi chỉnh cho. Biết gì mà chỉnh. Làm không để tôi làm cho. Không biết, bà đánh giận à. Ông cứ nhìn ngoài hay quá ha. Hay sao hay? Tối ngày cãi không. Tôi đã nói rồi, cái máy đặt bên này đi để nó tiện đi ra ngoài kia luôn, không có chịu. Bà thợ hay tôi thợ? Bà chồng hay tôi chồng? Thì ông chồng. Bà tính sao? Nhưng mà ngay từ đầu tôi kêu để cái máy thấy kia đi. Tôi kêu thấy vậy đó. Ôi, bà đừng nói nhiều nữa. Vậy? Làm thế tôi đi. Tại em đâu coi sếp đầu đỏ. Bình nói em nên thường xuyên coi để cho tâm hồn vui tươi khỏe khắn. Là giọng điệu của em đó Bình. Đi. Rồi đi. Đẹp quá hả? Không biết sao cái chân nó nhộn nhịp dữ gì không biết nữa ha. Mà em cũng mới thấy lần đầu luôn á. Chị cũng biết nhảy nữa đó. Thiệt không? Thiệt. Mấy đứa coi chị nhảy nè. Tắt cái đó đi. Mới sáng sớm rồi đã ồn ào rồi. Chết. Thôi mấy đứa về đi. Thôi chết. Chị Thi, chị có sao không? Tại tụi em đòi coi mà chị bị la. Chắc tại má chị đang bực mình nên má mới la. Chứ má cũng thích mấy con sói đầu đỏ này thấy mồ luôn á. Ủa, vậy quê mình cũng có sói đầu đỏ nữa hả? Sao hoảng hốt dữ vậy? Tại sói đầu đỏ quý hiếm lắm. Nếu môi trường không tốt, nó sẽ không sống được đâu. Thì trong rừng, môi trường tốt thấy mồ.
mò luôn à. Nhưng với điều kiện người ta không được đốn rừng, phá rừng nữa kìa. Xuyên ơi Xuyên, con ra coi cái đàn sửa được chưa nè. Dạ đây, con sửa rồi nè. Con tìm hoài mà không thấy bà, chắc nó chạy lòng vòng đâu đó đó. Sửa rồi, cô thử đi. Mặc dù chưa có tiền án tiền sự, nhưng xét về mấy cái vụ bắt chó vừa rồi, chúng tôi không thể nhận anh làm việc được. Hay là anh về tìm việc gì mần đi. Mần cỏ, mần ruộng, nuôi vịt, trồng nấm rơm hay nuôi cá gì đó. Tại sao nhất quyết phải làm kiểm lâm? Rừng này á, không có trầm hương, không có kỳ nam, cũng không có cái gì để kiếm đâu. Tôi xin vô đây làm cho có cái nghề nó đàng hoàng, chứ tôi đâu có ý tìm kỳ nam hay trầm hương gì đâu mà anh nói kỳ vậy anh Đức. Nó đợi anh từ sáng tới giờ, anh nói như vậy cũng hơi phũ phàng. Ừ, thì tại tôi giận cá chém thớt. Anh giận thằng Nhân hả? Không. Vậy giận vợ mới cưới hả? Thấm, thấm nóng chưa? Dạ, dạ thấm rồi. Anh Tép nè, sẵn đây tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi cảm ơn anh vì cái vụ mà anh giúp tôi làm nấm. Nhưng mà nếu có thể thì anh đừng có qua nhà tôi nữa. Tôi thấy không có tiền. Thôi tôi đi nha. Nhậu không?
Dạ, con mời vô uống nước. Dì cảm ơn con. Dạ. Con nói gì nghe? Đây là gì? Dạ, là một chiếc nhẫn. Dạ, là một chiếc nhẫn. Thôi được rồi, con ra ngoài đóng cửa giùm dì nha. Điều con muốn cho con biết là chữ nhẫn gì à? Làm việc gì có nhẫn sẽ thành công. Má, má, má sao rồi má? Thằng Tuấn nó nói mấy tiếng nữa nó có mặt ở đây. Chết con rồi. Hay là em đi báo công an? Nó nói trước á, mình còn mừng. À, hay là con dọn đi đâu đó ở đỡ về bữa đi. Con nghĩ là con không nên đi đâu hết á. Con phải ở đây ba mặt một lời với ảnh, giải quyết cho xong mọi chuyện. Giờ mà ảnh có xuống, con cũng sẽ không có sợ nữa. Tính tính đi con. Tính đi con. Nó bắt con mực lâu chưa con? Dạ mới đây là gì. Con thấy thằng Chả quăng cục xương vô, mực hiền ăn xong xử luôn. Cái thằng Chả bỏ vô bao tải chở đi rồi. Trời đất, có phải thằng Tèo bắt con chó đúng không? Dạ hình như là anh Tèo anh Tép. Anh Tèo anh Tép gì đó. Thôi được rồi, con ở nhà coi con mực con nghe không? Dạ. Chú Bảy, chú Bảy giúp con chuyện được không? Gì? Thưa dì. Ừ? Dì cho con về nhà một bữa, sẽ mang con lên liền. Có chuyện gì mà gấp vậy? Dạ, con chó nhà con nó bị người ta bắt cóc. Trời đất, thì ra là chuyện con chó. Vậy mà dì tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thôi được rồi, con ra nói chú quản, cho con ra bến xe về nha. Dạ, con cảm ơn dì. Mày bỏ cái bao sốt. Ủa, có chuyện gì chú Bảy? Trả con mực đây. Mày bỏ xuống là nghe. Mày mà không chịu bỏ xuống, dân làng bu vô đánh một trận ráng chịu nghe mày. Anh đi bà Năm liền đi. Anh Tiếp bắt chó của anh nghe hiệp. Hả? Chịu gì vậy? Thì đi nhanh đi. Ôi, đi nhanh đi. Đi đi đi. Con lên. Trời ơi, sao mà kỳ cục vậy? Không lên giống đấy. Mà đi bắt chó làm sao Tiếp? Nào giờ bây hiền khô mà. Sao giờ ra nông hỏi vậy Tiếp? Chạy, yeah. Đâu, đâu. Không mà. Mày, sao mày? Mày không qua được bắt tao đâu. Chết cha. Không phải. Sao lại vậy? Ủa?
Sao nói thằng Tép là cẩu tặc mà sổ cái bao ra rơm không vậy nè? Vậy là chú bắt lộn rồi. Vậy là anh Tèo chứ không ai khác. Chưa có bắt được quả tang á thì đừng có vu oan tội nghiệp người ta. Xuyên, Xuyên, chị Xuyên, 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 Xuyên. Mà sao hôm rày chị không đi chơi chung với tụi em? Nhìn Xuyên như bà cụ non vậy. Hay là tại anh Nghĩa Hiệp? Thôi, đừng nhắc tới anh Nghĩa Hiệp nữa. Má Xuyên mà nghe là má Xuyên là chết đó. Ủa? Tại sao má chị lại la? Mà nè, chiều nay anh cần mọi người có mặt ở nhà anh để giúp chị Hanh một chuyện được không? Anh cần càng đông càng tốt. Nè Xuyến, nếu mà chiều nay em qua được thì anh mừng lắm. Ủa? Mà tại sao lại qua nhà anh? Để làm gì? Chiều nay anh rể của anh về. Ảnh muốn bắt con của chị Thắm, không cho gia đình mình sum họp nữa. Bởi vậy phải có đông người để bảo vệ chị Thắm, bảo vệ em bé. Dễ ợt. Bảo vệ là nghề của em mà. Ừ, vậy thì chiều nay em sẽ có mặt. Nín đi mà con. Chắc là nó đang nhớ mẹ nó đó con. Chó con mà cũng biết nhớ nó hả vậy? Biết chứ. Con vật đó cũng như con người, nó biết nhớ, biết thương, biết buồn, biết giận. Nhất là tình mẫu tử, nó cũng giống như con người mình thôi. Nếu vậy thì tội nghiệp mà con. Chắc nó nhớ mẹ nó lắm. Tại đó mình kia. Vậy bé có mặc ủ ở chỗ đâu? Mày hỏi chi vậy? Mà chắc giờ này nó bị bằng thịt rồi. Mày biết con mặc ủ của con nhỏ không? Tao biết. Biết sao mày làm vậy? Là sao? Bây giờ thấy con mực con, nó nhớ con mực ù. Nó ngồi trước cửa nhà, nó ngóng mẹ nó. Y hệt như mày ngày xưa ngồi trước cửa nhà ngóng mẹ mày đi chợ về vậy đó. Ghê mày. Mày nói thiệt tao nghe, mày bán con mực ù ở vừa nào? Chú cho hỏi thăm ở đây chỗ nào buôn bán chó sống vậy chú? Chú em muốn ăn thịt chó hay là mua chó sống? Dạ con đi kiếm con chó. Là sao? Chú chỉ giùm con chỗ nào mà buôn bán chó sống á. Ở đây có tổng cộng 4 chỗ mua chó sống và 5 tiệm kệ tơ. Ủa sao thị xã có chút xíu mà buôn bán thịt chó dữ vậy trời? Đó mới tính là chó thôi, còn rán nữa, còn chim nữa kìa. Nói tóm lại, con người ta khoái ăn động vật loại độc và lạ. Má, má nói thiệt hả? Ừ. Vì tương lai của con, cho nên ba má sẽ cố gắng hết sức.
ba cho con đi học trường quốc tế nè. Cuối tuần á, cho đi coi cine nữa, đi hồ bơi nè, rồi đi ăn buffet nữa, chịu không? Rồi, con chơi nha. Trời đất ơi, nhỏ này. Nè, nín, nín con. Thôi nín đi. Bộ con không thích đi thành phố hả? Con thích, nhưng mà con buồn quá con. Đi học mà buồn gì con? Con nín. Anh Tép. Chào anh. Ủa, Tôn Tân. May quá gặp được anh. Chị Thấm đâu? Dạ, chị em, chị không có tới. Chị dặn em nói anh, mai mốt anh đừng kiếm chị nữa nha. Em mang cái thư này về gửi chị Thắm cho bạn. Dạ. Anh đó tên Tép hả? Nghe hay hay ha. Tép á, chỉ là tên ở nhà của ảnh thôi. Nè, em coi đi. Vậy tên thiệt của ảnh là Thành Tân hả? Ừ. Ừ, Thi. 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 Cô ơi, sắp phải lên thành phố sống luôn rồi cô ơi. Vậy rồi còn cái nhà máy xe lúa thì sao? Dạ, ba nói ba kiếm người bán lại rồi. Vậy là em sẽ được lên thành phố đi học. Đúng như ước mơ được làm tiểu thư Sài Gòn của em rồi. Nói cô nghe đi. Sao bây giờ em lại khóc? Nhưng mà em thấy buồn lắm cô. Không phải ai cũng có được điều kiện tốt như em đâu. Cho nên em phải biết trân trọng điều đó nha. Nín đi, đừng khóc nữa. Nhưng em nhớ cô, nhớ mấy bạn nhiều lắm cô ơi. Cô cũng nhớ em. Con chào cô. Ủa, Thi. Gửi Thắm. Thắm ơi, tôi biết mình không có nên đem lòng thương nhớ Thắm. Biết Thắm đang khó khăn, tôi càng không nên. Nhưng xin Thắm hãy luôn nhớ một điều, lúc nào cũng có tôi hết. Tôi luôn ở đây lúc Thắm cần nhất, và sẽ mãi mãi là như vậy. Thật tâm. Sao? Tôi gánh trơn vụ Thắm. Trời đất, ai mượn anh Tép gánh đâu? Tại tôi thấy đống trơm này bự quá, mình Thắm gánh biết chừng nào mới xong. Cái vụ mà trồng đống trơm á, tôi rành dữ lắm. Thắm yên tâm nha, có gì một chút nữa Thắm ghé qua nhà tôi lấy mèo giống luôn. Phải chứ, Thắm bảo đây luôn. Thì tôi ở đây luôn mà. Hả? Thắm nói thiệt hả?
Thi nè, đừng ghét Thảo Nhi nữa nha. Tôi đâu có đâu. Thiệt không? Không thiệt. Tôi hơi ghét. Mà hơi thôi nha. Ê, bữa nay mày có gì vậy tao? Nay tôi tới nhậu. Ủa, nay nhậu hả? Thôi được rồi, ngồi đi, tao đông rượu cho. Cứ rắn nghe. Ờ. Chồng tổ đi, uống đi anh hai. Vô cả nhà. Anh có đói. Đây, thịt mới nướng nóng hổi nè. Chú Tám Hè. À, gì mày? Sao chú xả rác cái sông hoài vậy? Ghê quá à. Cảm ơn. Trời. Nhỏ này nít mà nhiều chuyện quá. Chồng là tốt lắm. Hồ đèn ngon anh hai ha. Tối ngày xả rác hoài à. Mai mốt khúc sông này mà bị ô nhiễm, không có nước để uống, cho chết luôn cho coi. Con chào cô. Chào em. Wow, cô nấu gì mà thơm quá trời luôn vậy cô? Cô làm món đậu hũ chiên xả. Hôm nay má cô ăn chay. Tại sao bữa nay bà lại ăn chay với cô? À, mỗi tháng bà ăn chay 2 lần. Một lần vào ngày mùng 1, còn một lần là vào đúng rằm. Bà ăn chay như vậy là để cho bớt sát sinh, bớt tội lại. Vậy hôm nay cho con ăn nữa nha cô. Ừ, được chứ. Nhưng mà nè, em phải nhớ là ăn chay thì chúng ta phải ăn nguyên một ngày, chứ không được quên rồi ăn mặn đâu đó. Dạ. Yeah. Đó, thấy chưa? Ai xâm nhập là mình biết liền nè. Má xâm xanh có cần thêm vũ khí gì nữa không? Trời ơi, bộ em định đi quýnh lộn hả? Mà tội nghiệp chị Thắm, chỉ là em bé quá ha. Thôi, con đừng có lo. Có má ở đây, xung quanh còn có hàng xóm láng giềng nữa, nó không có dám làm gì con đâu. Thôi đứng đi con. Dì mệnh sắp về tới rồi má. Nín đi con. Nín nha, ngoan ngoại thương nè. Nín. Ủa, chị Thám, sao anh Tấn chưa về nữa? Thì anh cứ kiên nhẫn đi. Thế nào anh cũng về à? Lo gì? Lo sao mà không lo? Chết, có vụ. Chết anh về đó. Rồi. Ủa, chú ba. Chú Đất hả? Chú Đất. Ủa, cái gì mà ủa? Ủa, thằng tía mày. Mình về con. Chú về nghe. Dạ chú về. Con đang mắc công chuyện, sao tự nhiên ba bắt con về vậy? Mày về ở nhà coi nhà giùm tao một cái. Cô Thủy về gọi cho tao liền nghe, tao phải đi họp. Đây nè, đây là số điện thoại của Trâm Cát. Thấy chưa? Còn đây là số điện thoại của chú Thanh nè. Gọi 2 số, số nào cũng được. Vậy con phải canh tới chừng nào? Thì chừng nào tao họp xong tao về. Nhớ nghe, cô Thủy về gọi điện thoại cho ba liền nghe. Lỡ con không về thì sao? Trời, Nhân, mày còn câu hỏi nào khôn hơn không? Tao đi à.